Chào các bạn, trong video hôm nay mình xin hướng dẫn đến các bạn cách để giải bài tập về viết chương trình nhập vào hai số nguyên AB, in ra bốn phép tính cộng trừ nhân chia của hai số nguyên vừa nhập bằng ngôn ngữ lập trình Pascal. Ví dụ, chúng ta sẽ nhập vào hai số A bằng 5, B bằng 10 thì chúng ta sẽ in ra màn hình bốn phép tính của hai số nguyên đó là tổng của 5 và 10 là 15. Hiệu của 5 và 10 là trừ 5, tích của 5 và 10 là 50 và thương của 5 và 10 là 0.5. Yêu cầu nhập vào hai số nguyên bất kỳ kể cả số 0. Rồi, như vậy để giải được bài tập này thì chúng ta cần có những kiến thức sau về ngôn ngữ lập trình Pascal. Thứ nhất là các bạn phải biết cách khai báo biến trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Thứ hai, chúng ta phải biết cách sử dụng câu lệnh gán của các biến chúng ta vừa khai báo, và chúng ta phải suy nghĩ những cái kiểu dữ liệu thích hợp cho từng biến ở trên để đảm bảo là các phép toán thực hiện được đúng. Và yêu cầu thứ tư là chúng ta phải vận dụng được câu lệnh WriteLine nhiều đối số đang xen nhau giữa in ký tự và biến. Có nghĩa là chúng ta phải, ví dụ người dùng người ta nhập vô số A là số 3, số B là số 6 thì lúc này chúng ta sẽ in là tổng của 3 và 6 chứ không phải là tổng của 5 và 10. Vậy là cái biến chỗ này chúng ta thay đổi chứ không phải lúc nào cũng luôn luôn là 5 và 10. Rồi mình sẽ hướng dẫn đến các bạn từng bước một để chúng ta có thể giải được bài tập này. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động chương trình RiveCan. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện Gen Dir để chọn thư mục để lưu bài tập Pascal của chúng ta. Thì như hôm trước video về tải và hướng dẫn cài đặt RiveCan đó, mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Chúng ta sẽ vào Write, chọn vào ổ đĩa trên máy tính của ta, và chúng ta chọn thư mục để chúng ta chứa cái file Pascal mà chúng ta gõ. Nếu như các bạn không có rõ cái phần này thì các bạn có thể xem lại video trên cái kênh 365 và HA của mình. Ở đây mình sẽ lưu trong cái thư mục là Pascal. Rồi các bạn lưu ý chỗ này chúng ta sẽ nháy đúp chuột nha, chứ chúng ta không chọn một lần được. Rồi chúng ta nháy đúp chuột và chúng ta chọn OK. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn File New để tạo một cái file Pascal mới. Sau đó chúng ta tiếp tục lưu lại là chúng ta sẽ chọn File Save. Mình sẽ lưu bài tập này với tên là 4 phép tính hai số nguyên. Các bạn lưu ý là khi chúng ta đặt tên của Pascal thì không được có khoảng trắng, cho nên chúng ta ở đây mình sử dụng phím shift gạch đấy để đảm bảo là cái tên chúng ta có thể dễ đọc nhưng mà không có bị cái lỗi là các từ cách nhau với khoảng trắng. Rồi chúng ta OK. Rồi để giải bài tập này, đầu tiên chúng ta sẽ khai báo thư viện CRT. Các bạn lưu ý là khi chúng ta gõ như vậy nè, chúng ta vừa gõ chữ U và chữ S thì con trỏ của Pascal nó chuyển sang một cái dấu nhấp nháy cái bệt hình chữ nhật này. Thì các bạn thấy là do chúng ta đang bật chế độ Unicode để gõ chữ tiếng Việt á, cho nên các bạn lưu ý là chúng ta trước khi vào soạn thảo đi Pascal á thì chúng ta phải chuyển sang chế độ tiếng Anh để đảm bảo là không có bị cái lỗi này. Rồi sau đó để mất được cái dấu vệt hình chữ nhật này thì các bạn nhấn phím Insert trên bàn phím. Rồi các bạn thấy nó đã trở về con trỏ bình thường của RiveCan. Sau đó chúng ta sẽ gõ bình thường lại. Rồi chúng ta gõ, chúng ta sẽ khai báo thư viện CRT để một tí xíu chúng ta sẽ sử dụng lệnh xóa màn hình. Chứ còn nếu như các bạn không khai báo thư viện CRT á thì chúng ta sử dụng hàm mà xóa màn hình nó sẽ bị báo lỗi. Tiếp theo chúng ta sẽ khai báo biến. Thì như chúng ta đã học á, là để khai báo biến thì chúng ta sẽ sử dụng từ phá va. Rồi chúng ta sẽ sử dụng sau khi gõ từ phá va xong thì chúng ta sẽ khai báo tên các biến. Thì các bạn thấy yêu cầu bài tập là nhập vào hai số nguyên AB, như vậy chắc chắn ta sẽ có hai biến A và B kiểu số nguyên. Rồi
Như vậy ở đây mình sẽ gõ là A phẩy B 2 chấm. Rồi chúng ta đã đồng quen với kiểu dữ liệu là integer, và một kiểu dữ liệu lớn hơn kiểu integer nữa là kiểu long in. Thì các tùy vào yêu cầu thì các bạn có thể chọn kiểu long in hoặc là integer vẫn được. Ở đây mình sẽ sử dụng kiểu long in. Rồi tiếp theo chúng ta phân tích bài toán là người ta yêu cầu chúng ta là in ra bốn phép tính của hai số nguyên này. Như vậy chắc chắn chúng ta sẽ có bốn cái biến là tổng, tích, hiệu, thương. Thì tùy cách đặt tên để cho các bạn dễ dàng soạn thảo trong quá trình lập trình, thì chúng ta có thể đặt là tổng, hiệu, tích, thương, kiểu long in. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu chương trình chính. Thì để bắt đầu chương trình chính, mình sẽ gõ cặp từ khóa begin end chấm liền, để chúng ta sẽ khi mà gõ xong chương trình chúng ta sẽ không bị quên từ khóa end này, thì chương trình sẽ bị báo lỗi. Rồi để vào chương trình thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh xóa màn hình là clrscr chấm phẩy. Rồi đầu tiên vô chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai số nguyên AB. Rồi chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh write để viết ra câu thông báo là nhập vào số thứ nhất. Chúng ta sẽ lưu vào biến A, cho nên chúng ta sẽ read line vào A. Tương tự, chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào biến số thứ hai là số B. Vậy chúng ta sẽ gõ là write nhập vào số thứ hai, hai chấm đóng nháy. Và chúng ta sẽ cho máy tính cho chương trình lưu vào biến B, cho nên chúng ta sẽ read line vào biến B. Rồi các bạn lưu ý, như vậy lúc này chúng ta đã được hai biến A và B lưu vào bộ nhớ của máy tính. Chúng ta sẽ tiến hành gán các biến này. Như vậy ta có biến tổng thì 2 chấm bằng A cộng cho B, hiệu thì A trừ cho B, tích 2 chấm bằng A sao B. Các bạn lưu ý là A sao B nha, chứ chúng ta không là A rồi chữ X rồi B. Đây là cách viết A sao B là cách viết trong ngôn ngữ lập trình Pascal chứ không phải là trong toán học bình thường của chúng ta. Rồi tới thương, A chấm bằng A gạch chéo B chấm phẩy. Thì khi đến chỗ thương này thì các bạn lưu ý chúng ta vây lên cái phần khai báo biến của chúng ta. Chúng ta khai báo biến thương là kiểu long in. Vậy chúng ta phân tích là khi chúng ta đem một số chia cho một số thì nó không đảm bảo sẽ ra một số nguyên. Một số nguyên chia cho một số nguyên thì chưa chắc sẽ ra một số nguyên, mà chắc ăn nó sẽ ra một số thập phân. Cho nên là chúng ta sẽ khai báo biến thương ở phía trên này sẽ là một biến kiểu số thực. Như vậy chỗ này mình sẽ xóa cái chỗ biến thương này đi, và chúng ta sẽ enter xuống hàng. Ta sẽ khai báo biến thương này kiểu real. Như vậy các bạn thấy ở đây chúng ta có biến A, biến B, biến tổng, hiệu, tích là kiểu long in, kiểu số nguyên. Như vậy để tiết kiệm dòng lệnh thì các bạn có thể xóa phía trên này đi, và chúng ta sẽ gõ chữ AB phía dưới chữ tổng này luôn. Như vậy ta sẽ có tổng cộng là 5 biến kiểu số nguyên và một biến kiểu số thực. Rồi sau khi thực hiện 4 lệnh gán này xong, các bạn lưu ý là mỗi câu lệnh gán chúng ta đều kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Rồi chúng ta đã gán A cộng B cho biến tổng, A trừ B cho biến hiệu, và A sao B nghĩa là A nhân B cho biến tích, và A chia B cho biến thương. Sau khi thực hiện phép gán rồi thì chúng ta sẽ tiến hành in các biến này ra, in các biến tổng, hiệu, tích, thương ra, thì chúng ta sẽ được các phép bốn phép tính của hai số nguyên AB. Vậy đầu tiên mình sẽ write ra phép cộng, nghĩa là mình sẽ gõ là tổng của
A và B là rồi. Tiếp theo mình sẽ muốn đưa biến tổng vào thì mình sẽ phẩy rồi mình để biến tổng vào đây. Rồi, mình sẽ chưa thực hiện phần hiệu tích thương ở đây, mình sẽ read line liền. Để chúng ta kiểm tra, chúng ta chạy chương trình xem nó có đúng hay không. Thì trước khi chạy chương trình thì các bạn nên lưu cái phần soạn thảo của chúng ta lại và chúng ta hãy chạy. Nếu như có lỗi gì đó thì nó cái phần lưu của chúng ta vẫn còn chứ chúng ta không bị mất bài. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chạy chương trình bằng cách nhấn toán phím Ctrl cộng F9 hoặc là chúng ta chọn vào chữ run. Rồi các bạn thấy là chương trình đã chạy được. Bây giờ yêu cầu chúng ta sẽ nhập vào số thứ nhất, bây giờ mình sẽ nhập số 5. Số thứ hai, nhập vào số thứ hai mình sẽ nhập số 10. Thì các bạn thấy chúng ta nhận được câu thông báo là tổng của A và B là 15. Thì chúng ta thấy kết quả ở đây là 15 là đúng. Tuy nhiên chúng ta thấy là có chữ tổng của A và B. Như vậy yêu cầu của bài á, là yêu cầu chúng ta là phải in ra số A và số B chứ không được cái biến A và biến B, cái số mà người dùng nhập vào. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Vậy mình sẽ enter nha. Rồi bây giờ các bạn lưu ý là để in được hai giá trị AB vào câu lệnh write á, thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Chúng ta sẽ in chữ tổng của, rồi chúng ta đóng nháy lại và chúng ta phẩy. Tiếp theo sẽ là biến biến A. Rồi sau đó chúng ta phẩy, sau sau biến A chúng ta sẽ phẩy và chúng ta mở dấu nháy đơn. Rồi tới chữ và, sau đó chúng ta đóng dấu nháy đơn rồi chúng ta tiếp tục dấu phẩy để chúng ta in được giá trị của biến B chứ không phải là chữ B. Các bạn lưu ý giá trị của biến B cho nên chúng ta phải để ngoài cái cặp dấu nháy đơn. Chứ nếu như các bạn để trong cặp dấu nháy đơn thì in ra lúc nào nó cũng là chữ B hết. Rồi sau chữ B là chúng ta tiếp tục là một một dấu phẩy. Rồi chúng ta mở dấu nháy đơn để chúng ta in được chữ là. Rồi bây giờ mình sẽ lưu bài lại, mình sẽ chạy lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ in là nhập là số 5, số thứ nhất, số thứ hai là 10. Enter. Thì các bạn thấy lúc này chúng ta đã in được là tổng của 5 và 10 là 15. Vậy là chúng ta đã làm được giống yêu cầu của bài tập rồi đấy. Đây yêu cầu chúng ta là phải in giá trị của hai số AB mà người dùng mới vừa nhập ở cái màn hình thông báo kết quả. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện cái phần hiệu tích và thương hoàn toàn tương tự giống như câu lệnh tổng này. Như vậy để mau thì các bạn có thể sử dụng sao chép. Tuy nhiên khi sao chép thì các bạn nhớ đổi lại các biến nha. Rồi chúng ta sẽ lít chuột phải chọn copy. Rồi sau đó chúng ta sẽ lít chuột phải và chọn back. Chúng ta sẽ back 3 lần. Ở câu lệnh thứ hai thì chúng ta sẽ in ra là hiệu của A và B là, và chúng ta cần in ra cái biến hiệu cho nên chúng ta sẽ sửa chữ tổng này lại thành chữ hiệu. Ở câu lệnh thứ ba là tích, như vậy chúng ta sửa là chữ này là chữ tích. Và cần in ra là in ra biến tích. Và cuối cùng là thương. Và cần in ra biến là biến thương. Rồi chúng ta sẽ lưu bài lại. Rồi chúng ta chạy chương trình. Rồi mình sẽ nhập vào giá trị là 5, 10, Enter. Thì các bạn thấy tổng của 5 và 10 là 15. Hiệu của 5 và 10 là trừ 5. Tích của 5 và 10 là 50. Tới đây là chúng ta đã làm được yêu cầu của bài tập. Tuy nhiên chúng ta thấy vấn đề ở chỗ là thương của 5 và 10 là 5.000e mũ trừ 001. Thì các bạn thấy nó ra kết quả như vậy là đúng đấy. Tại vì chúng ta khai báo, mình sẽ nhấn Enter để chúng ta quay về màn hình soạn thảo của Pascal. Chúng ta khai báo biến thương là kiểu số thực, cho nên nó in ra là một dãy số thực. Cho nên để giống như yêu cầu của bài tập là chúng ta
chỉ lấy một số ở phần thập phân thôi. Thì như chúng ta đã học là chúng ta sẽ sau biến thương chúng ta sẽ gõ dấu hai chấm. Và chúng ta sẽ lấy bao nhiêu số ở phần số nguyên thì tùy các bạn lấy 5 số, 7 số hay là các bạn muốn bao nhiêu số ở phần nguyên của cái số thập phân đó ra bao nhiêu thì hiện bấy nhiêu thì các bạn sẽ gõ số 0. Rồi chúng ta sẽ gõ dấu hai chấm tiếp tục. Tới cái số tiếp theo là cái số chữ số ở phần thập phân các bạn cần lấy. Vậy ở đây đề yêu cầu lấy một chữ số phần thập phân thì các bạn sẽ gõ 2.1. Rồi chúng ta sẽ lưu bài lại và chúng ta sẽ kiểm tra lại xem coi nó thực hiện đúng chưa. Rồi thì các bạn thấy lúc này nó đã hiện ra được là 0.5. Vì các bạn thấy giữa cái phần nhập vào và cái phần hiện ra này nó dính liền với nhau, nó chưa có được đẹp. Thì bây giờ mình sẽ cho một hàng trống ở cái phần nhập giữa hai số nhập vào và phần hiện ra này để cho các bạn dễ quan sát nha. Rồi bây giờ để hiện cái hàng trống đó thì chỗ sau khi nhập và biến B chúng ta sẽ viết một câu lệnh right line mà không cần truyền vô cái đối số nào hết. Rồi chúng ta chỉ cần chấm phẩy. Như vậy là nó sẽ bỏ một hàng trống cho chúng ta. Bây giờ các bạn xem mình chạy chương trình lại nha. Rồi các bạn thấy là nó đã chừa một hàng trống để chúng ta thấy được kết quả của bốn phép tính. Như vậy cho đến lúc này thì chúng ta thấy là chúng ta đã thực hiện được yêu cầu của bài tập rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đổi một cái giá trị khác, một giá trị lớn hơn tí xíu. A mình sẽ nhập là 25. Số B mình sẽ nhập là 100 chẳng hạn. Để chúng ta xem kết quả. Rồi tổng của 25 và 100 là 125. Hiệu của 25 và 100 là -75. Tích của 25 và 100 là 2500. Và thương của 25 và 100 là 0.3. Vậy là chúng ta đã làm đáp ứng được yêu cầu của bài tập. Tuy nhiên các bạn lưu ý chúng ta có một cái vấn đề ở đây. Yêu cầu nhập vào hai số nguyên bất kỳ kể cả số 0. Như vậy chúng ta phân tích bài tập nè. Chúng ta thấy khi chúng ta thực hiện, chúng ta nhập á. Đây mình sẽ nhập số thứ nhất các bạn có thể nhập số 0. Số thứ hai các bạn nhập một số khác không. Ví dụ đây mình nhập số 5. Thì các bạn thấy bài của chúng ta chạy rất đúng. Vì sao? 5 cộng 0, 0 cộng 5 là 5, 0 trừ 5 là 0, cộng 0 trừ cho 5 thì ra trừ 5, 0 nhân 5 thì ra 0, 0 chia cho 5 thì ra 0. Tại vì tử bằng 0, mẫu khác 0 thì ra kết quả là 0. Tuy nhiên một vấn đề này sẽ nảy sinh như vậy. Lúc mình sẽ nhập ngược lại, số thứ nhất mình sẽ nhập là 5 và số thứ hai là 0, thì các bạn sẽ thấy chương trình nó hiện cái gì nha. Đấy, các bạn thấy bị lỗi exit code 200. Thì các bạn thấy tại sao chúng ta phân tích chỗ này nó bị lỗi. Chúng ta sẽ nhập số A là 5, số B là 0. Như vậy tổng hiệu tích nó sẽ thực hiện bình thường. Tuy nhiên phần phép chia thì không thể nào chấp nhận mẫu số là 0 được. Cho nên để tránh cái trường hợp này thì chúng ta phải sử dụng câu lệnh if then để chặn cái phần giá trị B là số 0. Có rất là nhiều cách chặn như vậy, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn đến các bạn cách chặn hợp lý nhất là chúng ta vừa chặn và vừa thông báo cho người dùng biết là không thể tính được phép thương vì giá trị B là 0, nhưng mà chúng ta vẫn có thể tính được tổng hiệu và tích. Rồi như vậy bây giờ trước tiên ở phần thương này mình sẽ thực hiện là câu lệnh if. Câu lệnh if có các đối số đầu tiên là cú pháp là chữ if, sau đó chúng ta sẽ làm một cái mệnh đề so sánh. Như vậy chúng ta sẽ để là nếu như là B khác, ký hiệu khác 0, then. Rồi khi mà B khác 0 thì chúng ta mới thực hiện phép chia. Đó là một cái mệnh đề để nó so sánh. Rồi tiếp theo ở cái phần in ra này, ở cái phần câu ra line in ra thương này, chúng ta cũng cần một câu if nữa. Vậy chúng ta phân tích là nếu như mà
A mà, xin lỗi các bạn, nếu như B mà khác không, đen. Nếu như B khác không thì chúng ta sẽ in cái câu này ra bình thường. Chúng ta sẽ in câu lệnh raise là thương của nó ra bình thường. Có nghĩa là chúng ta thực hiện chia được. Ngược lại thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh L. Mà khi gõ L thì các bạn lưu ý trước L chúng ta không được có dấu chấm phẩy, cho nên là chúng ta sẽ bỏ dấu chấm phẩy trước em này đi, để chứ không thì chút xíu nó sẽ bị lỗi. Rồi, nếu như mà B khác không thì chúng ta sẽ in ra cái phép thương này bình thường. Còn nếu như ngược lại của B khác không, nghĩa là số B người ta nhập bằng không, thì chúng ta vẫn ra một cái câu thông báo cho người dùng, người ta biết là không thể thực hiện phép chia khi số thứ hai bằng không. Rồi, bây giờ mình sẽ lưu chương trình lại và chúng ta chạy thử xem coi mọi chuyện nó diễn ra đúng theo cái phân tích của chúng ta hay không nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy chương trình. Rồi, số thứ nhất lúc nãy mình nhập là số 5, số thứ hai là 0. Rồi bây giờ chuẩn bị mình sẽ nhấn Enter nhé, cho các bạn xem coi chương trình của chúng ta là nó có báo lỗi exit code nữa hay không, hay là nó sẽ in ra đúng kết quả nha. Rồi, các bạn thấy là nó hiện rất, đó là hiện ra được kết quả cho ta. Nó đã tính tổng nè, hiệu nè, tích nè, và ở cái phần thương thì in ra cái câu thông báo là không thực hiện phép chia khi số thứ hai bằng không. Rồi, các bạn thấy là đã đảm bảo được yêu cầu bài tập. Bây giờ chúng ta nhập lại một cái số khác để đảm bảo coi nó có hiện đúng hay không. Bây giờ mình sẽ nhập số 60 là số thứ nhất, số thứ hai mình sẽ nhập một số âm chẳng hạn, âm 30. Thì các bạn thấy ở đây là nó thực hiện bình thường, rất là đúng. Tổng của 60 và âm 30 là 30. Nghĩa là 60 cộng cho trừ 30 là ra 30. 60 trừ cho trừ 30 thành cộng là 90. 60 nhân cho âm 30 là ra âm 1800. Và 60 chia cho 30 là ra âm 2. Ra âm 2.0 nha các bạn, vì đây là số thực. Chúng ta đã lấy một số ở phần thập phân, cho nên chúng ta sẽ được là âm 2.0. Rồi, như vậy mình vừa hướng dẫn đến các bạn cách để chúng ta thực hiện 4 phép tính tổng hiệu tích thương từ hai số nguyên AB nhập từ bàn phím. Nghĩa là sao? Có nghĩa là khi chúng ta chạy chương trình, thì người dùng sẽ bắt buộc nhập vào các số nào đó. Đây, rồi chúng ta enter thì nó sẽ ra được kết quả. Rồi bây giờ mình sẽ phát triển thêm cái bài này, là mình sẽ hướng dẫn đến các bạn cách để chúng ta xử lý bài toán này bằng cách là không nhập vào từ bàn phím, không hiện ra màn hình, mà sẽ nhập xuất từ tập tin. Bây giờ để nhập xuất từ tập tin thì chúng ta sẽ có thêm hai biến là biến F và biến FO kiểu test. Rồi, ở phần xóa màn hình này thì các bạn không cần thực hiện câu lệnh xóa, vì chúng ta nhập xuất bằng tập tin, cho nên chỗ này mình sẽ để nó trong phần dấu ngoặc nhỏ là phần chú thích, khi chương trình nó sẽ không chạy cái này. Rồi tiếp theo, ở phần nhập số này chúng ta sẽ đóng nó lại luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đọc cái file nhập này vào. Đây là phần đọc file nhập. Rồi để đọc file nhập thì chúng ta có từ khóa assign. F là biến chúng ta đã khai báo ở trên. Và tiếp theo là cái tên tập tin nhập, thì ở đây mình sẽ đặt tên là nhập hai số nguyên .inb
Rồi, tiếp theo mình sẽ reset F. Rồi, chúng ta cần đọc vào hai số. Thì chúng ta sẽ nhập ở đây hai số, hai biến là A, F phẩy biến A và biến B. Rồi sau đó chúng ta sẽ close F lại, chúng ta sẽ đóng tập tin F lại. Rồi, về tiếp theo chúng ta sẽ về phần đọc hai số nguyên AB từ tập tin đã xong. Bây giờ mình sẽ xuất ra cái tập tin. Bây giờ chúng ta sẽ xuất bằng cách từ khóa as. Bây giờ mình chú thích ở đây là xuất ra tập tin kết quả. Rồi, bây giờ để xuất ra tập tin kết quả thì chúng ta cũng dùng từ khóa assign. Ở chúng này chúng ta sử dụng biến fo nha, chúng ta không sử dụng biến f nữa, vì biến f là phần đọc ở trên chúng ta đã sử dụng rồi, chúng ta không được sử dụng lại. Rồi sau đó các bạn sẽ đặt tên của cái file xuất này thì tùy chúng ta thôi. Chúng ta, ở đây mình sẽ đặt là xuất kết quả rồi chấm out. Rewrite fo. Rồi chúng ta không cần cái câu lệnh xuống dòng này, chúng ta sẽ, mình sẽ xóa đi. Rồi tổng hiệu tích thương này bình thường. Rồi chỗ cái phần write line này các bạn sẽ bổ sung thêm chữ fo vào hết. Chỗ nào write line thì các bạn sẽ bổ sung fo vào phía trước của cái ký tự mà chúng ta muốn in. Rồi và cuối cùng chúng ta không cần read line mà chúng ta sẽ slow cái biến fo kiểu test này lại. Rồi lưu bài, chúng ta sẽ lưu bài lại. Trước khi mà chúng ta chạy chương trình thì các bạn lưu ý chúng ta phải nhập dữ liệu cho cái tập tin inb này. Thì để nhập dữ liệu thì nhanh á, thì các bạn sẽ đưa đặt con trỏ ngay cái tên tập tin này, chúng ta nhấn trỏ phím Ctrl cộng Enter thì nó sẽ báo chúng ta là tìm kiếm cái tập tin này không có, thì chúng ta nhấn Open nó báo là nó không có tìm được, chúng ta muốn add nó vào hay không, muốn thêm nó vào hay không thì chúng ta chọn Yes. Rồi chúng ta chọn OK. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập hai số nguyên. Bây giờ mình sẽ nhập số 5 cách trắng, số 10, hai số này cách nhau một khoảng trắng nha các bạn. Rồi chúng ta chọn file Excel. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đóng lại cái tập tin nhập này lại và bây giờ mình sẽ chạy chương trình nha. Thì các bạn thấy nè. Rồi, chúng ta có một cái lỗi chỗ assign sai cú pháp, chúng ta sẽ chỉnh lại. Đây. Chỗ phần xuất đây. Rồi bây giờ mình sẽ lưu lại. Rồi chúng ta chạy lại. Thì các bạn thấy khi mà chúng ta run á, thì chúng ta sẽ không có xuất hiện màn hình kết quả lúc như hồi nãy nữa, mà nó đã chuyển ra thành cái tập tin xuất kết quả chấm ao này rồi. Thì để xem kết quả như thế nào thì các bạn chọn ngay cái tên tập tin chấm ao này đây, các bạn nhấn Ctrl Enter thì chúng ta sẽ được kết quả từ tập tin xuất kết quả chấm ao. Các bạn thấy kết quả rất là đúng. Rồi bây giờ các bạn muốn đổi số khác thì các bạn chỉ cần đặt con trỏ ngay cái tên tập tin inb, các bạn nhấn Ctrl Enter và các bạn chọn, các bạn gõ các hai số nguyên khác 5 và 0. Rồi chúng ta lưu bài lại, lưu cái file này lại. Sau đó chúng ta nhấn run. Rồi rồi chúng ta đặt cái con trỏ tại cái tên của tập tin xuất á, chúng ta nhấn Ctrl Enter thì chúng ta sẽ được kết quả trên 4 dòng. Rồi như vậy ở cái phần video hướng dẫn này mình đã hướng dẫn đến các bạn cách để chúng ta sử dụng chương trình ngôn ngữ lập trình Pascal để chúng ta giải bài tập
về các phép toán cộng trừ nhân chia hai số nguyên AB bằng hai cách. Là cách thứ nhất là chúng ta nhập sức bằng bàn phím hiện ra màn hình, và cách thứ hai là nhập sức bằng cặp tin. Hy vọng video đã giúp ích được các bạn trong quá trình học tập. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào các bạn.